Dù cơ quan quản lý nhà nước đã có các chế tài xử phạt, nhưng tình trạng doanh nghiệp cố tình xả thải gây ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra ở một số địa phương. Để khắc phục điều này, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã có cách làm sáng tạo để có kênh trao đổi thông tin thường xuyên giữa cơ sở thôn xã đến các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, đã góp phần giải quyết triệt để một số điểm gây ô nhiễm môi trường kéo dài được nhân dân phản ánh. Xã Tân Quang hiện có hơn 700 doanh nghiệp với khoảng 10.000 lao động công nghiệp. Là xã giáp danh với nhiều nhà máy, xí nghiệp của các địa phương khác ở trong và ngoài tỉnh, nên trước kia, tình trạng doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường là vấn đề bức xúc cho người dân địa phương. Trong mấy năm trở lại đây, những hội nghị như thế này được địa phương tổ chức hàng năm với sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn xã và chính quyền các địa phương lân cận để cùng trao đổi về những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Liên quan đến cái việc mà môi trường này, liên quan đến cả các vấn đề yếu tố về con người nữa, thì doanh nghiệp cũng như là xã thì có sự liên kết với nhau và doanh nghiệp cũng nắm bắt được tình hình và xã cũng nắm bắt được cái tình hình của doanh nghiệp để có cái kế hoạch cũng như có cái phương án hỗ trợ. Những phản ánh của người dân được chính quyền xã tập hợp báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời được thông báo đến từng doanh nghiệp, từ đó góp phần giải quyết kịp thời, đặc biệt là những thông tin liên quan đến doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường cũng như việc quản lý, bảo đảm an ninh trật tự đối với công nhân lao động trong các nhà máy, xí nghiệp. Công ty, doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến môi trường thì chúng tôi thường xuyên nhắc nhở và cũng tuyên truyền các nội dung này trên hội nghị, đặc biệt là về vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ địa phương, có một số điểm gây ô nhiễm môi trường kéo dài do doanh nghiệp xả thải trước kia, thì đến nay, với những cách làm sáng tạo của mình, Tân Quang đã khắc phục được, trong đó vấn đề mấu chốt để đạt được là nhân dân tham gia giám sát, công khai cho cung cấp thông tin để cùng chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết những vấn đề phát sinh khi doanh nghiệp đến đầu tư hoạt động trên địa bàn.